Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt thứ tư cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 của Chính phủ. Theo đó, trong ngày hôm nay và ngày mai, CDC Đà Nẵng tổ chức tiêm 1.170 liều vaccine Pfizer mũi 1 cho người bị bệnh mạng tính đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nhân viên y tế bị bệnh mạng tính, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến, ký túc xá phía Tây thành phố, đối tượng nguy cơ cao bị bệnh mạng tính và người trên 65 tuổi, mắc bệnh mạng tính tại các quận huyện. Tại khu vực tiêm chủng, ngành y tế tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 cho đối tượng tiêm và khám sàng lọc theo quy định. Với lượng vaccine và về đầy đủ nhiều, thì thành phố Đà Nẵng sẽ dự kiến tiêm là 20.000 người trong một ngày. Thì hiện nay chúng tôi đã chọn các địa điểm với các địa bàn ở quận huyện và đã chuẩn bị nhân lực, tập huấn cho nhân lực cũng như các cái phương tiện, vật tư để chuẩn bị cho công tác tiêm chủng. Tuy nhiên là vaccine hiện nay là về rất ít, về nhỏ giọt chứ không phải là về một lúc. Cho nên là thành phố Đà Nẵng sẽ căn cứ vào cái lượng vaccine về đó để mà tổ chức tại các điểm tiêm vào thời gian và thời điểm phù hợp. Được biết, trong đợt này, Bộ Y tế có kế hoạch phân bổ cho Đà Nẵng gần 70.000 liều vaccine phòng COVID-19, gồm 3 loại là AstraZeneca 30.000 liều, Pfizer 5.850 liều và Moderna 33.600 liều. Trong tuần sau, vaccine Moderna AstraZeneca sẽ tiếp tục được phân bổ để Đà Nẵng tiến hành tiêm chủng cho các đối tượng theo quy định. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì ngoài các cái giải pháp quyết liệt đang triển khai, Đà Nẵng cũng sẽ triển khai cái chiến lược tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiện nay thì ngành y tế thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ nhân lực cũng như là trang thiết bị để sẵn sàng tổ chức tiêm chủng khi mà được Bộ Y tế phân bổ nguồn vaccine COVID-19.